Chào các bạn, mình là Đăng. Trong cái clip này mình sẽ review một mẫu mô hình về cái series Pokemon. Thì nó thuộc dòng Hero Figure. Đó là con Snorlax. Cái tên của tên tiếng Nhật thì còn gọi là Capigon. Thì đây là có một cái mẫu Action Figure, tức là mô hình có khớp cơ động. Thì mô hình mà có khớp cơ động trong dòng phim Pokemon thì nó cũng khá là hiếm. Cái dòng này cũng chắc ra Mỹ sản xuất. Thì cái phụ kiện kèm theo là sẽ có một viên set Crypto. Thì mình nghĩ cái này là nó sẽ có một cái kiểu đồ chơi vòng tay Z nữa để mình lắp cái Crypto này vào. Thì mình không có cái vòng tay đó đây, chỉ cho các bạn xem thôi. Đây là cái màu chính của chúng ta, thì khớp rất là rõ ràng. Cái điều đầu tiên phải nói là cái con này á, cầm nó rất là to, cầm vừa tay, nặng thích lắm. Đây là các khớp chuyển động của nó. Thì con này nó chỉ có cơ bản là khớp cổ, hai khớp tay và khớp chân. Thì mình sẽ thử biên độ khớp cho các bạn xem. Thì có phần đầu, nói chung là con này và cái hình dáng thì nó to mặt ú, cho nên là cái phần khớp đầu của nó cũng hạn chế. Đấy. Chỉ lên xuống được vậy thôi, chủ yếu là xoay qua xoay lại nè. Và đúng kiểu khuôn mặt của Snorlax là khuôn mặt lúc nào cũng như đang ngủ. Về cánh tay thì cái kiểu khớp của cánh tay này cũng hơi lạ hơn so với những cái dòng khác, so với những con khác thì có thể gian ra được. Các bạn muốn xoay trước sau thì cứ di chuyển thôi nào. Mình thấy khớp này cũng khá là linh hoạt, do là cái kết cấu con này á là nó to lớn, nó mặc ú sẵn rồi, nhưng mà cái khớp này làm mình thấy nó cũng khá là hay, linh hoạt lắm. Khớp cổ, nhưng mà cái phần tay này cái khớp nhìn sẽ hơi xấu. Đây, các bạn khi mà các bạn tạo dáng thì nó sẽ lòi cái khớp ra, nó không được đẹp. Nhưng mà mình thấy như vậy là ổn rồi. Cá nhân mình thấy như vậy là được. Khớp chân, như mình nói hồi nãy là con này do cái kết cấu, cái cơ thể của nó khác thường, nó mập quá, nó to lớn, cho nên là cái khớp chân nó sẽ không có được như những một số cái dòng fit khác, hay là cái kiểu như là fit mà dạng người hay của Satoshi là trước mình có review á. Thì mình thấy cái kiểu khớp chân này nó khá là đặc biệt, rất là lạ. Làm sao để có thể làm cái khớp được cho một cái con, một cái mỏng tròn mập ú như thế này. Thì cái kiểu này nó cơ bản thì cái bàn chân thì vẫn có cái khớp xoay nhỏ nè, thì cũng như những dạng khác thôi. Quan trọng là cái phần làm sao để cho di chuyển được cái phần chân này. Ở đây có khớp tròn đây, các bạn muốn nó tạo kiểu ngồi nằm hay là đứng gì đó thì cứ xoay cái này thôi. Thì mình có thử rồi, nhìn nó ngáo lắm, nhìn rất là hài, nghĩa là hai chân nó khép sát lại. Thì mình thấy cái dạng khớp này rất là hơi khó tạo kiểu. Mình có thử tạo thấy đứng rồi thì nó cũng đứng không được vững cho lắm. Do là cái bàn chân nó không có đặt trực tiếp xuống. Nhìn như thế này thì tạm ổn thôi, nhưng mà nếu nhìn trực diện nhìn rất là xấu. Như cái phần chân của nó, cẳng chân của nó nhỏ, mỏng manh vậy. Nhưng mà dòng Action thì cái việc mà lỗ khớp thì nó quá bình thường, nó hiển nhiên thôi. Mà riêng là dòng Pokemon này là cái dòng hiếm nữa. Ít có dòng cái hãng nào, cái dòng nào nó có cử động được. Thì mình rất là thích chơi mấy cái dạng mô hình mà cử động được, cho nên là mình thấy vậy là ổn. Và đặc biệt con này nó, cái phần bụng của nó các bạn thấy nghĩ như nó bình thường, thực ra nó nhấn vào được các bạn. Lúc mới mua về thì ở trên cái phần cái hộp
cho trước trường hợp nó sẽ có một cái lỗ trước như này. Ban đầu mình cũng chẳng biết cái lỗ này làm cái gì, thì mình cứ sờ sờ thử, mình nhấn vào mình thấy cái bụng nó lúng vậy, mắc cười giật mình. Cái con này bên hãng làm cho các bạn để tăng thêm cái độ thú vị của con này. Đây, bụng mở. Chung con này thì nhìn tổng thể thì cũng dạng Pokemon mà đáng yêu, nhưng mà mình thấy cái phần mặt này nó hay đó, tùy theo góc nhìn các bạn. Ví dụ như các bạn nhìn thẳng như thế này là có vẻ như nó đang thức, mặc dù mắt cũng như là một đường ngang thôi, có vẻ như đang thức. Nhưng mà nếu các bạn tạo dáng nằm và chụp ảnh từ góc này nhìn nè, thì có vẻ như đang ngủ. Đấy, để mình thấy kiểu này nó hay á. Các bạn một cái mắt thôi, nhưng mà các bạn chụp góc nào, hướng nào thì cũng sinh động được. Còn ví dụ như kiểu mấy con khác mắt cứ mở, thì các bạn xoay hướng nào thì mắt cũng là mở thôi. Thì con này mình thấy hay á. Thì là nó cũng không có tạo dáng được nhiều, do cái cơ thể nó nặng với lại bập ú như thế này. Mình có thử làm cái dáng mà nó thi triển từ kỹ Z thì làm không được, tại nó phải hơi nghiêng qua như thế này, nhưng mà nghiêng qua cái bên nặng sẽ ngã. Mình đã thử rồi nhưng không được. Có thể làm một số cái kiểu nguồn con ngáo của con này. Với cái thân hình này mà tạo dáng được thì mình nghĩ là cũng hay rồi. Cái dòng này nói chung là nó không có quá đặc biệt. Chứ các bạn nào thích những gì liên quan về Pokemon, thích Snorlax hay là gì đó thì mua về sưu tầm chơi thôi. Chứ cái dòng này đúng kiểu tạm kiểu của cho em. Nó không có đặc sắc như là rất ép gì của Nhật đâu. Nhưng mà mình này đây đặc biệt mình thích, đúng kiểu mình thích luôn. Mà cái dòng Hero Figure này thì mình thấy thường nó sẽ sản xuất những cái con nó lạ lắm, nó không bình thường. Chơi không vui lắm. Trước giờ đâu có ai nghĩ là sẽ làm cái con này mà có khớp không. Nó còn một số con nữa là cái con bốn tay hay là Greninja. Thì những cái mẫu đó mình chưa có dịp mua, thì có mình mua mình sẽ review. Nhưng mà mình thích một cái nữa, mình thích chỗ cái dòng này là phết rất là lớn, to lớn, là cầm rất là chắc tay, rất thích. Thường thì một số người thích những con phết nhỏ, không thích phết to. Những mình thấy một số bạn mà chuyên sưu tầm phết Pokemon á lại không thích những cái dòng này, thì cũng thích những con phết nhỏ nhỏ này hơn. Thì mình thì khác, mình thích action, mình thích cử động được. Những con mà nó nhỏ nó bị phết tỉnh á mình vẫn thích. Nhưng mà dạng này mình thích hơn. Thì các bạn nó nói gì những kiểu như có khớp như này, nhìn nó tổng thể nó không được đẹp, nó không có được hài hòa, kiểu như nó là loại khớp như này, xấu. Mà riêng mình thích. Đặc biệt mình thấy con Greninja, con S đó, rất là đẹp, mà mình vẫn chưa có dịp mua. Thì nó có hai phiên bản luôn đó các bạn, thì các bạn lên mạng tìm hiểu đi ha. Thì nếu các bạn thích thì có thể tìm mua. Những cái này thì có thể đặt trên mấy cái trang của cho em mua hàng ở Mỹ, Amazon hay là eBay, hoặc là có thể liên hệ các shop trên Facebook để mua. Thì con này bây giờ giá cũng thấy tốt á, giá nó tầm 400-500 ngàn, không phải là đắt. Tại vì khi mà mình nghĩ mình bỏ lúc mình mua con này 400, mình nghĩ nha, 400 mua con này thì có phải phí quá không, tại vì một số con phí Pokemon khác nó nhỏ như này á thì vài chục ngàn cũng có. Nhưng mà khi mà mua vậy cầm trên tay nào thấy đúng là 400 ngàn nó xứng đáng. Cầm một cục như thế này thích lắm các bạn, đặc biệt cái bụng nhấn được như này. Đây, thì clip review về con Snorlax của mình tới đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại vào các clip sau.